Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio Ninh Số. Vâng, hôm nay bên em sẽ giải đáp thắc mắc cho các bác mọi miền tổ quốc nên chọn vang cơ hay vang số ở cái thời điểm hiện tại. Vâng, thì trước tiên em thay mặt công ty Zika Audio Ninh Số thì cảm ơn tất cả các bác mọi miền tổ quốc đã đồng hành cùng Zika trong suốt thời gian qua. Vâng, thì hiện tại trên thị trường bây giờ rất là nhiều dòng vang, từ vang số và vang cơ thì rất là nhiều tên thương hiệu rất là nổi tiếng và cũng rất là mới, cũ mới đều có hết ạ. Thì các bác không biết chọn làm sao cho nó hợp lý và làm sao cho nó hay nhất. Vâng, thì hôm nay bên em sẽ giải đáp thắc mắc đó. Vâng, đầu tiên là kể đến những cái dòng vang số. Vang số đi các bác. Vâng, vang số thay thì bên em đang có một bên tay trái đây là toàn bộ là vang số đấy ạ. Vâng, có một cái cơ ở phía dưới kia nhưng toàn đa số là vang số. Vâng, những cái dòng vang số ấy, thì là đòi hỏi những cái sự chuyên nghiệp, những cái bác, những bác, những anh mà am hiểu về âm thanh, về biết cách chỉnh, cách tác giải tần và biết dùng máy tính một chút, và am hiểu về tất cả các phần mềm của những cái dòng vang số hiện tại thì các bác mới can thiệp được vào một chiếc vang số để cho làm sao chỉnh hay nhất. Vâng, vì nó rất là chi tiết, rất là cầu kỳ. Vâng, rất mất rất nhiều thời gian. Vâng, vì bên em đi lắp phòng cũng rất là nhiều mà để xử lý một vang số không hề đơn giản một tí nào. Vâng, có những phòng bên em lắp đặt và xử lý phần mềm rất là nhanh nhưng có những phòng xử lý rất là khó. Vâng, để hay thì lại phụ thuộc vào không gian phòng và những cái thiết bị mà những đôi loa, những cục đẩy để hỗ trợ và những cục trầm làm sao cho hay nhất, thì đấy là những người phải am hiểu về âm thanh, am hiểu về phần mềm và có những cái tai, nói chung là cảm nhận âm nhạc rất là tốt thì mới chỉnh được vang số. Để nói vang số thì chỉnh được mà để sở hữu được mà làm chủ được cái vang số thì phải nói là vang số thì cực kỳ hay, cực kỳ là nghe là rất là dễ chịu. Vâng, nhưng không phải ai cũng chỉnh được, vì những người mà am hiểu về âm thanh, xử lý được phần mềm và làm chủ được cái vang số thì rất là ít. Và các bác sở hữu rồi mà các bác chẳng may có những cái mất điện đột ngột hay là những cái gì đó gây trục trặc mà nó làm hỏng các bộ cài đặt phía bên trong vang số thì rất là mất thời gian, vì các bác lại phải thuê thợ này, mỗi lần về là mất mấy trăm nghìn này, đấy rất là phức tạp. Mà các bác thì lại không am hiểu gì về vang số thì thực sự là sở hữu cực kỳ khó. Đấy, thì đây hiện tại là bên em có rất nhiều dòng vang số, kể cả là vang Shiso này, Shiso QS510 này. Vâng, bên em cũng lấy nhập của các bác khách về, vì các bác mua thì cảm thấy hay nhưng sau một thời gian dùng nó trục trặc về phần mềm, về những lúc mà mất điện đột ngột ý, những phần mềm nó hỏng là các bác lại phải gọi thợ đến, thì các bác thấy nó rất là bất cập. Vâng, thì bên em cũng có lấy nhập về rất nhiều của bác khách ạ. Đây, từ Digital Ethic này, QH này, cả AF này và BTF Audio rất là nhiều ạ. Vâng, để xử lý làm chủ thì không hề đơn giản các bác nhé. Nhưng không thể phủ nhận nó là không hay, là thực sự vang số rất là hay. Vâng, nhưng để khắc phục được những cái khó khăn đó thì bên em có nhập về một dòng vang cơ. Vâng, vang cơ ZKM500X. Thì dòng này lại được thiết kế ở dạng cơ nhưng chỉnh thì là chỉnh kỹ thuật số. Toàn bộ phần mềm bên trong là phần mềm kỹ thuật số nhưng là được thiết kế đưa ra chỉnh bằng cơ. Thì sau đây em sẽ bỏ cái vỏ hộp này ra để em giới thiệu chi tiết cái vang cơ ZKM500X cho các bác trải nghiệm. Vâng, để nói về vang số thì thứ nhất là chất nhạc rất là hay. Thứ hai là về echo và reverb, nếu mà chỉnh tốt thì cực kỳ là đỉnh cao về cái chất giọng để hát karaoke thì cực kỳ là bay bổng. Vâng, nhưng để quay lại cái vang cơ ZKM500X đi ạ. Vâng, đây em để cận cảnh đi ạ. Vâng, thì là về đây, tên này, ZA này, thương hiệu ZA này, mã là KM500X đi ạ. Đây ạ, KM500X. Vâng, thì để nhìn tổng thể phía trước đây thì là cái giao diện đi ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng này là dòng công ty, được bảo hành 2 năm cho các bác.
tức là bảo hành theo nhà máy, chế độ của nhà máy rồi, bác yên tâm bảo hành rất là dài ạ. Vâng, thì về cái phía trước thì nó có effect never này, để chỉnh được tất đủ tất cả các giải này, delay này, repeat, reverb này. Vâng, đây là cái volume của effect này. Vâng, đây là mic 1, mic 2, đây là volume to nhỏ của mic này. Đây là độ to nhỏ đấy ạ. Mic 1, mic 2 này. Và chỉnh cả mic never đây này. Đây ạ. Mic never cũng chỉnh được bass này, mix này, chest này. Đây là cái khóa cổng tín hiệu đầu ra của mic nhá. Đây này, cái preset này là khóa tín hiệu đầu ra. Nó mặc định, ví dụ là các bác chỉnh 8 độ 12 giờ thì các bác có vặn cái này lên nữa, nó chỉ ở mức 12 giờ thôi. Đây là khóa để cho gọi là đôi khi được chúng ta nhỡ tay nó bị vượt quá ngưỡng thì nó không bị hú rít. Vâng, nhưng đặc biệt cái dòng này chống hú cực tốt. Vâng, về phần âm nhạc ạ, thì cũng là bass, mid, chest này, và có cái hạn chế cái tín hiệu đầu ra. Khi các bác chỉnh 12 giờ cái mic volume này nó không bao giờ vượt ngưỡng được, không bao giờ ầm hết cả nhà lên. Vâng, cái khóa này rất tốt để chống chúng ta cũng là trượt tay vào, chẳng may nó vượt lên quá ngưỡng này, đôi khi nó rất là to thì các bác phải khóa cái kế bằng cái phím reset này đấy. Bằng cái, nói chung là chỉnh rất dễ thôi, bằng cái tua vít dẹp. Vâng, cũng khá là đơn giản. Vâng, còn đây là cái nút nở ấn ra ấn vào gọi là nhận tín hiệu đấy ạ. Phía sau nó có hai cổng tín hiệu đầu vào, AUX 1 và AUX 2, thì ví dụ là các bác cắm ở AUX 1 thì các bác nở nó ra, các bác AUX 2 thì các bác ấn nó vào. Đấy, cũng khá là đơn giản. Vâng, vì cái dòng này là vang cơ lai số thì nó được thiết kế 8 chế độ mic như này, 8 chế độ mic. Mỗi một số ở đây thì tương ứng với các cái bảng bên này có 8 chế độ đấy ạ. Delay 1 là delay, 2 zoom này, 3 echo này, 4 reverb này, 7 step delay này, 5 echo và reverb này, 6 là reverb phòng này, đây là hát trong phòng. Cái này thì là hát cho dùng cho những người là đã hát rất là tốt rồi, độ vang vọng tốt rồi thì các bác để 6 thì hát cũng khá là hay. Nhưng cái này đặc biệt là có cái echo và reverb ở chế độ 5 thì các bác ấn ở đây này, khi mở lên là các bạn chọn chế độ 5 này ở bằng chữ mode lên xuống này. Đấy, cả echo và reverb cho những người hát yếu mà hát không hay ấy, thì được. Đặc biệt cái dòng này nó có hỗ trợ cái reverb. Những dòng vang cơ rẻ tiền trên thị trường thì không có đâu ạ, nó chỉ có echo thôi. Hát thì cũng tốt thôi nhưng nó không có reverb, hát rất là khó đối với những các bác mà hát yếu. Còn đặc biệt cái dòng này là có echo và reverb rất là hay. Vâng, thì phía sau đây ạ, phía sau cũng rất là nhiều phím đấy ạ. Vâng, đây cũng là tín hiệu đầu vào là AUX 1, AUX 2 đấy ạ. Vâng, thì đây là bát out, đây là dùng cho súp đấy ạ, bằng 6 ly da hoa sen. Vâng, đây cũng có là cắt tần số này và volume to nhỏ của súp đấy ạ. Vâng, còn đây là các cái cổng surround là ra la vệ tinh đấy ạ. Vâng, và cả đối đất đấy ạ, để chống giật. Vâng, đây là hai cái cổng da canon, da đẩy hoặc là da âm ly đấy ạ. Vâng, cũng có từ 150W đến 650W ạ. Vâng, ở giữa là 350W. Đây, to nhỏ đấy ạ. Vâng, đặc biệt ở đây còn cái nút chống hú này, feedback này. Feedback này, các bác ấn vào nhá. Ở đây nó còn nãy rất nhỏ, tí bên trong thôi. Các bác phải dùng cái tua vít nhỏ, các bác ấn vào là on, thì là chống hú. Các bác nở ra là nó hết chống hú đấy ạ, thì nó rất là rú. Đặc biệt cái dòng này được tích hợp với chống hú bên trong rất tốt. Vâng, và phía sau nó có 4 cổng mic này, 4 cổng mic, à 3 cổng mic này, 3 cổng mic. Đấy, 3 cổng mic thì được tất cả là 5 cổng, 2 trước và 3 sau. Vâng, còn đây là channel này. Đấy, channel. Đây là loa center đấy ạ. Vâng, cũng chỉnh bass, chest và control volume này. Đây là cái cổng công tắc, cái cổng cắm nguồn đây rồi ạ. Vâng, khá là chi tiết. Vâng, đặc biệt là cái dòng này trước đây thì những cái dòng vang cơ ấy nó chưa được cải thiện nhiều, thì nó chỉ bằng nhận bằng tín hiệu analog thôi. Analog thì rất là khó, và bây giờ nó được cải tiến sang chỉnh tín hiệu bằng số. Tất cả những cái bảng mạch bên trong này, những con chip đều được xử lý âm thanh bằng kỹ thuật số hết. Nhưng nhà thiết kế đưa ra là chúng ta chỉnh bằng những cái tua vít dẹt, can thiệp rất là nhiều giảm. Đây là những chế độ mặc định của nhà máy thì rất là hay, được tích hợp tất cả các dòng nhạc, và các bác chỉ cần can thiệp bass, mid hay là chest thôi, hay là gọi là giải thấp, giải trung và giải chép đấy ạ. Vâng, thì rất là dễ.
Vâng, sau khi bên em đã giới thiệu chi tiết về cái vang cơ GKM500X để so sánh giữa vang cơ vang số thì các bác đã phân biệt được mình nên sử dụng cái nào chưa ạ? Vâng, vang số thì rất là phức tạp, tuy có hay nhưng thực sự là làm chủ nó không hề đơn giản, không phải ai cũng làm chủ được một cái vang số. Vâng, thì hiện tại ra một cái dòng vang cơ GKM500X, đặc biệt là dòng vang cơ lai số thì cực kỳ hay và dễ chỉnh và có 8 chế độ mic. Vâng, thì đây em đang test một cái sẵn một cái em để bên cạnh rồi ạ. Vâng, để sở hữu một cái vang cơ này thực sự là thứ nhất là tầm tiền, thứ hai là rất dễ sở hữu nó, rất dễ làm chủ được cái vang cơ này. Mình can thiệp một chút cứu thôi là cái vang cơ này hoạt động rất là hay, rất là pro, rất là chuyên nghiệp, không kém gì vang số ạ. Vâng, toàn bộ vang số này bên em nhập của các bác khách về đấy ạ. Thì các bác là sau quá trình dụng là nó đã bị hỏng hết các phần mềm đã được cài đặt sẵn bên trong. Vâng, đôi khi là trẻ con nghịch, đôi khi là sốc điện, vâng, hỏng hết phần mềm. Vì thế các bác đã bán lại cho bên JK Audio Linh Số để mua cho mình một cái vang cơ GKM500X dễ sử dụng hơn ạ. Cả Siso này các bác này, Siso hiện tại bây giờ đang là dòng cao cấp nhất về dòng vang số. Thì bên em đã nhập lại của bác khách là dòng Siso OS510. Vâng, cũng hơi bụi tí ạ, vì để lâu lắm rồi ở trong kho. Nhạc karaoke với cái mang cơ GKM500X đã bên em đã sắp đặt sẵn rồi anh nhá. Em thật nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chắc chưa chừng vì anh là người thương. Anh xin dừng để nói em yêu thương, cất cả lời nói không một ai biết được. Em ơi, anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi em mình nhà thương anh, tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chẳng cho là không phải cớ. Bên em giờ đây anh cứ và những em lại phá cùng bằng tâm. Em ơi anh lạnh lắm anh sao khi đau lại về xa xa như em thương anh có được không? Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ mà em nghĩ mình chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì ai chưa? Chắc chưa từng được vì ai là người thương. Anh xin dừng để nói em yêu thương, cất ở nơi mà không còn ai biết được. Em ơi, ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi em tình nhà như tay, tất cả là sự thật. Những điều đó chẳng cho là phải cớ. Bên em giờ đây chắc có người ai chẳng đầy. Anh cứ bao nhiêu em lại phá cùng bằng cơn. Em ơi anh lạnh lắm anh bánh sâu khi đau lại về. Xa xa như em thương anh có được không? Em ơi anh muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời.
ở nơi đó chỉ có em và anh thôi. Vâng, sau khi bên em đã giới thiệu về cái sản phẩm Vanker ZKM 500X Vanker Live số, vâng, và có hát một đoạn nhạc karaoke, thì các bác nghe và đánh giá và các bác dễ dàng có sự lựa chọn tốt nhất cho mình nhé các bác nhé. Vâng, rất hợp lý, rất dễ chỉnh nhưng lại ở dạng số. Vâng, chỉnh cơ nhưng dạng số rất là dễ. Vâng, ZK Audio Minh Số thì hy vọng các bác có những cái sự trải nghiệm, cái sự lựa chọn tinh tế nhất cho chính bản thân mình và cho chính gia đình mình, và những cái sản phẩm tốt nhất để trải nghiệm về âm nhạc. Vâng, thì sau cùng em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào, vâng, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau.